Kính thưa toàn thể quý vị, Linh xin được nhắc lại thông báo chương trình cao tuổi địa phương đang tổ chức có tổ chức ghi hình và sẽ dàn dựng lại để tường thuật trực tiếp lại trên kênh YouTube ca nhạc ca cổ Nguyệt Dương. Bởi vì live phát trực tiếp trên Facebook và trên YouTube Linh sẽ xóa lại trong thời gian ngắn nhất và chỉ lưu lại những bản đã dựng hoàn chỉnh để làm kỷ niệm cho toàn thể cô chú anh chị tham gia chương trình. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay thì ban tổ chức sẽ dàn dựng khoảng trong vòng giữa tuần sau là sẽ có sản phẩm đưa lên một lần cho toàn thể quý vị nha. Giữa tuần sau nhớ đón xem trên kênh YouTube ca nhạc ca cổ Nguyệt Dương. Và lần nữa trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều và chúc quý vị một đêm thật thức giao lưu âm nghệ, giao lưu văn nghệ thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nối tiếp chương trình để thay đổi bầu không khí, Linh xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Bài hát được mang tên Ngại Tiếng Gần Xa và tiếng hát của Tân Vinh. Chiều nắng tháng yêu
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.